Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy với bài tập toán lớp 4 tập 1 kết nối tri thức với cuộc sống. Tiết học hôm nay chúng ta sẽ làm là tiết số 3 trang 55. Bài số 1, viết số thích hợp vào chỗ chấm cho các số sau. Trong các số trên, số chỉ có một chữ số ở lớp triệu là có một chữ số ở lớp triệu. Đơn vị chục nghìn, trăm nghìn, triệu, chục triệu. Như vậy cái này là hai chữ số, vậy không được. Đơn vị chục nghìn, trăm nghìn, triệu. À cái này có này, có một chữ số này. Còn này là một. Đơn vị chục nghìn, vậy không có lớp triệu. Đơn vị chục nghìn, trăm nghìn, không có, là số nào. Như vậy là có là một chữ số ở lớp triệu là 1, 3, 7, 2, 6, 9, 5. Số chỉ có hai chữ số ở lớp nghìn là này có lớp triệu, này là có lớp triệu. À. Có hai chữ số ở lớp nghìn. Lớp nghìn đây, đơn vị chục, trăm, nghìn, chục nghìn. Đây là 1, 7, 6, 9, 5. Nó qua bài tiếp theo là bài số 2. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp. Trong hình dưới đây, số ghi trên máy bay là số lít nước mỗi chiếc máy bay chữa được trong một ngày chữa cháy. Máy bay này là chữa được là 146.150 lít. À, trong một ngày nha, trong một ngày chữa cháy. Cái này là 213.580 lít. Cái này là máy bay này là 24.900 lít. Cái này là 250.300 lít. Tiếp theo, số lít nước mỗi chiếc máy bay chữa được trong một ngày chữa cháy được sắp xếp theo thứ tự là từ bé đến lớn là. À, như vậy thì chúng ta sẽ sắp xếp này. Cái này là số này là có số 6, có 6 chữ số này. 6 chữ số này. Số này là có 5 chữ số à. Như vậy số này là số bé nhất. Số này là 6 chữ số này. Người ta yêu cầu là sắp xếp từ bé đến lớn. Như vậy này là bé nhất. Nè. Giờ là 2 4 9 0 0. Rồi, như vậy máy bay này xong. Chúng ta qua ba máy bay này. Đây là 6 chữ số hết thì đây là hàng 200.000 là 1, 200.000 2, 200.000 2. Cái này. À, như vậy là 1 4 6 1 5 0. Xong. Hai máy bay còn là hai máy bay này. Hàng trăm nghìn là 2, hàng trăm nghìn là 2, hàng chục nghìn là 1, hàng chục nghìn là 5. Như vậy là 1 bé hơn 5. Vậy là 2, 1, 3, 5, 8, 0. Và 2, 5, 0. 3, 0, 0. Chúng ta qua trang tiếp theo. Bài số 3. Viết chữ số thích hợp vào chỗ chấm. Hai cái bên này là bằng nhau. Bằng nhau thì chúng ta thấy là đây là 2 3 4 5. 2 3. Như vậy chỗ này là trước tiên chúng ta sẽ đếm bao nhiêu đây là 1 2 3 4 5 6 7, 7 chữ số này. 7 chữ số này. Còn này là bao nhiêu đây? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 chữ số luôn. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ có là đây là 2, 3, 2, 3. Đây là con số 4. Đây là ngay chỗ này là con số 4. À, thì đây nó phải là con số 4. À, nên đây chúng ta sẽ thấy này. Hai cái bên bằng nhau thì đây là 2, 3. À, chỗ này là 2, 3, mà đây 4 thì đây bắt buộc nó phải là con số 4. À, tới 5 thì đây có số 5 rồi. 0, 1 phía cuối thì đây số 7. À, đấy. Đây số 7 thì đây nó phải là số 7. Bên này lớn hơn bên này thì bên này chúng ta sẽ điền con số 0. À, cứ bên nào mà nhỏ hơn thì chúng ta sẽ điền con số nhỏ. Mà chẳng hạn như bên này để trống thì bên này chúng ta sẽ điền con số lớn là số 9. Cứ như thế là được hết.
Như vậy trên này chúng ta thấy là đây là 456, 456 à, đây là 2, đây là 2, 8 cuối cùng và đây là 1. 1 mà bên này người ta yêu cầu lớn hơn bên này thì bên này bắt buộc nó phải là con số 0. Cái này à, số này nhỏ hơn số này, số này nhỏ hơn số này. Như vậy chúng ta thấy bên này là 1 và 6 chữ số 0, bên này là 1 và hiện tại đang 5, 5 chữ số số 0. Mà bên này lớn hơn bên này thì tất nhiên chúng ta sẽ điền là số 1, số 2, số 3. Nhưng mà nếu như đi số 3 thì không được. Số 3 thì bên này người ta đã khống chế là đây con số 2. Khống chế đây số 2 thì đây nó bắt buộc phải con số 1. Được. Đấy. Thế nếu điền số 4, số 5 thì lớn hơn bên này là hợp lý. Nhưng mà chúng ta so qua bên này thì không được. Tại vì đây người ta khống chế số 2. Thì đây bắt buộc nó là số 1. Nó qua bài tiếp theo là bài số 4. Viết số tích hợp vào chỗ chấm. Bé My lần lượt chụp 3 cột cây số như hình dưới đây. Câu này là km 68, lúc là 8:15. Cái này là bị che rồi. Này là 8:20. Cái này là 72 km, à, lúc là 8:25. À, chúng ta thấy là 8:15, 8:20, 8:25. Như vậy chúng ta thấy là cách nhau bao nhiêu phút đây? Đây là 5 phút. Tới đây là 5 phút. Hình ở giữa không rõ số km trên cột cây số. Số bị lắp là số nào? Rồi chúng ta thấy này, bây giờ này. Đây là về thời gian thì là đều nhau. Thời gian là đây là 8:15, 8:20, 8:25. Như vậy nó đây là cách nhau là 5 phút, 5 phút. Mà đây người ta họ cho là 72 km, nên là 68 km 68. Như vậy chúng ta sẽ lấy là 72 72 72 ta trừ cho 60, 68 là bằng là 4 à, bằng 4. Rồi từ đây tới đây là 4 à, từ đây tới đây 4 thì nó cách đều ra. Cách đều ra thì ở đây thì chúng ta sẽ có là 4. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ có là 70 70 đó. Từ đây tới đây là 4 đúng không? Mở đây là giữa. Giữa vì lý do là đây là cái thời gian người ta cho là nó đều nhau này, nó đều nhau. Thì đây là 70. Nè, là 70. Con số 0 người ta đã có sẵn luôn rồi nè. Con số 0 đã có sẵn. Như vậy chỗ này nó không thể là con 6 60 được, 80 nó cũng không được. Được. Nhưng con số 0 nó có sẵn đây, như vậy chỗ này nó là số 70. Rồi chỗ này chúng ta sẽ có là đây là từ đây tới đây là 2 km. Từ đây tới đây à, như vậy là 2. Chúng ta qua tiếp theo là bài số 5. Viết số tích hợp vào chỗ chấm. Ghép các chữ số theo thứ tự thời gian phát biểu của chùm chùm để được số có 7 chữ số. Phát triển nhé. Ghép các chữ số theo thứ tự thời gian phát triển của chùm chùm để được một số có 7 chữ số. Biết rằng chữ số 3 đứng ngay trước chữ số 7 và chữ số 5 đứng cuối cùng. Người ta nói rằng là chữ số 5 là đứng cuối cùng. Như đây là số 5 mà chữ đứng cuối cùng. À, tiếp theo, nó quay lại. Biết rằng chữ số 3 đứng ngay trước chữ số 7. Vậy là số 3 đứng ngay trước chữ số 7. À, như vậy cái này là cái trứng đúng không? Cái này là trứng là cái số 1. Và chúng ta thấy nó nhỏ nhỏ, nó nhỏ bắt đầu nó nhỏ 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 chút chút này. Rồi ngay đây là cái áo trùng trứng là số 1. Được, đầu tiên. Rồi tiếp theo chúng ta thấy con này nó nhỏ không? Trong này đây là ba con này. Ba con này thì đây là những cái áo trùng à, những cái áo trùng gọi là những con nhộng. Như vậy con số 3. Người ta nói rằng con số 3 này nó đứng trước con số 7. Như vậy con số 3 này, số 1 rồi tới số 3 nó lớn dần. Rồi tới con số 7, chúng ta thấy nó nhỏ không? Nó nhỏ hơn so với con này à, tới con số 2. Rồi tiếp theo, chúng ta còn con số 9, số 5 và số 6. Số 5 này người ta họ nói là đứng cuối cùng. Rồi.
Rồi tới đây thì bắt đầu con trùng trùng này nó lột vỏ, à, nó lột cái vỏ ra, lột vỏ ra nó là thứ sáu. À, thứ tiếp theo nó là thứ thứ chín và số năm, người ta cho biết rằng là cuối cùng nó bắt đầu nó đẻ trứng, à, nó đẻ ấu trùng. Rồi tóm lại thì chúng ta sẽ có được là con số là 1372695. Rồi số này là 1.372.695. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học để thi, bài kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thầy để sẵn đường link của blog. Trong blog thầy dạy rất nhiều các đầu sách. Các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.